chào bà con ngư dân kính mến nha. Xin chào bà con ngư dân. Có những anh em á chia sẻ với anh Phúc á là cái dòng 358A á, nó phát xa hơn cái dòng 788A nhận dạng AS của cái hãng Huan đó bà con. Nhưng thực tế theo như vào biết thì hai công suất này nó cũng tương đương với nhau thôi, không có xa, không có gần gì đâu. Nên anh em đừng có sai lầm hiểu cái vấn đề đó, nghe anh em thợ hay là anh em tư vấn tầm bậy. Thực tế hai này công suất thì nó hoàn toàn giống nhau thôi, nó không khác bất cứ gì hết. Chức năng nó cũng đều giống nhau hết trơn, hoàn toàn hết trơn luôn. Cái 358A với 355A khác nhau là bà con biết khác nhau gì không? Khác nhau vẻ bề ngoài thôi. Cái 355A là nó 5 inch, cái 788A thì nó 7 inch. Hai thằng này nó cùng một hãng luôn, cùng một nhà nhập khẩu luôn, cùng một chức năng luôn, hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn không khác nhau bất cứ gì hết. Các bạn còn thấy không? Công suất nó cũng như nhau, anten thiết bị nó cũng giống như nhau hết trơn. Đó. Chỉ có cái là nó cải thiện thêm một vài chức năng thôi, cũng không có đáng kể lắm đâu. Đó. Cho nên bà con mình hoàn toàn xài thằng 788A hay là 355A cũng đều như nhau. Cho nên anh em nào mà nói hai thằng này mà công suất nó khác nhau, thằng 358A nó thấp hơn thằng 355A là hoàn toàn sai. Hai thằng này nó cùng như nhau, không có khác nhau bất cứ gì hết. Nhưng mà bà con mình nghiên cứu. Nếu trường hợp bà con chê cái 355A nó nhỏ thì bà con có quyền nâng cấp lên cái 358A thì mình dễ coi, mình dễ quan sát. Chứ bà con đừng có sợ, đừng có sợ là công suất của nó nhỏ, công suất nó thấp. Bà con nghĩ gì là sai lầm, nó không có thấp đâu, nó y như nhau thôi, hoàn toàn giống nhau, không có thấp luôn, bất cứ gì hết á. Chứ đừng nên nghe mấy anh em người ta tư vấn tầm bậy rồi bà con nghe, tại em bán rất là nhiều rồi nên em hiểu về nó, hiểu về ngọn ngành của nó như thế nào luôn. Nên bà con mình phải nghiên cứu. Bà con mình có hoàn toàn có điều kiện thì nên nâng cấp. Tại vì khi này cái này nó màn hình nó lớn hơn, bà con dễ coi hơn, bà con dễ quan sát hơn. Còn vấn đề công suất thì bà con đừng có bận tâm, nó cũng giống như nhau thôi. Công suất á mà nó lớn hay nó nhỏ á thì hoàn toàn nó do bà con cách lắp đặt thôi. Đó. Cách lắp đặt bà con phải lắp đặt như thế nào cho nó hợp lý. Cái trường hợp á mà mở cái máy lên nó thu phát ít tàu hơn cái 355A thì bà con cũng nên nghiên cứu là bà con coi cái lắp đặt lại. Nếu như bà con mở cái máy này lên phải không, 355A lên tàu bà con, nếu như nó bắt được 100 tàu mà bà con mở cái 355A lên nó bắt được 150 tàu thì cái đó là nên nghiên cứu lại. Còn cái ví dụ như tàu của mình bắt được 100 tàu mà tàu người khác bắt được 150 tàu thì cái đó do mình, bà con coi là mình lắp đặt hay không, hay là bà con mượn cái máy của họ đem về tàu của mình. Đó, mượn cái máy 355A của người ta về tàu mình lắp vô. Tại mình đang xài cái 358A nè, coi thử đây nó có bắt cái giống như của người ta bắt hay không thì bà con mới đo được, độ được, xem được chính xác hai cái này công thức phát như thế nào. Còn nếu như đem về tàu của mình á nó bắt được chỉ có 10 tàu à, qua tàu người ta bắt 20 tàu thì mình nên coi lại những cái thiết bị xung quanh của mình đó, ví dụ như anten cần đầu kia nọ mình lắp có đúng hay không. Thứ hai nữa, dây chẹt là bà con đưa lên hết hay không, hay là bà con để nó thấp sụi dưới cái mui tàu thôi, chặn mui tàu thôi thì buộc phải thu kém hơn rồi đó, nên là bà con phải nghiên cứu cái vấn đề này. Chứ hai thằng này hoàn toàn không giống nhau đâu, nó cách xem công suất thì cách phân biệt của hàng này nó không có giống, không khác nhau bất cứ cái gì hết, cho nên bà con mình có thể hoàn toàn yên tâm nha. Rồi cái video tới đây thôi, xin chào bà con nha, bà con nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Rồi xin chào. Thường thì bà con mình hở ra cái là nói thằng 788A nó ngon hơn thằng 358A, rồi cái thằng hai văn là của hàng chính hãng, mấy thằng này là của hàng Trung Quốc, nhưng thực sự ra nó cũng như nhau thôi bà con ơi, khác gì đâu. Thằng hai văn thì nó còn nhiều khi công suất nó ra nó còn tệ hơn mấy thằng này nữa. Đồ này, cái đồ này em thấy rồi, bà con nào hên thì mua được cái nào nó chất lượng thôi, chứ văn bán tụi em thì cũng không biết cái gì đâu, thì là nhập về sau thì bán như vậy thôi. Cái đó là hoàn toàn là do bên nhà sản xuất thôi. Nó thằng này tốt hơn kia thì nó chả tốt gì đâu. Thằng 788A với 358A nó cùng như nhau thôi, không có khác gì hết, toàn bộ là giống toàn bộ từ bên ngoài tới bên trong luôn, nó khác có chút xíu chỗ có bàn phím thôi. Còn bên trong mạch in đồ y chang, công suất phát đồ y chang, chức năng y chang luôn, không có khác gì hết. Nhưng mà có người thì nói thằng 788A phát tốt hơn, 358A phát tốt hơn, mấy người đó nói là chủ yếu là để nó bán cái giá cho cao lên thôi. Nhưng bà con lựa hai thằng đó, thằng nào giá rẻ hơn bà con mua giùm em, đừng nghe lời mấy thằng mà nó bán hàng mà nó này nó kia. Hai thằng này nó cùng như nhau, không khác gì hết, hoàn toàn không có khác đâu. Còn trường hợp mà bà con ra biển á, bà con xài ví dụ như thằng 358A hay là 788A nó phát xa hơn nhau
thằng 788A nó phát xa mà 588A, thì bà con coi lại cách lắp đặt của bà con thì sao. Cách lắp đặt tốt nhất thì bà con nên gắn cái anten cho nó cao lên, dây đường ta cho bà con 8m thì bà con phải nên gắn 8m cho người ta, đẩy lên hết 8m, lấy cái tầm dông đưa cặp vô cái anten AES đưa lên cao, nó sẽ thu phát được xa thôi. Còn ba cái chia, bà con thấy ba cái chia không, ba cái chia trên cặn anten đó, thì bà con nên cắn vô, khi gắn vô bà con lấy mã bò bà con chét vô ba cái chia đó, đừng cho nó bị ten bị xét. Còn cái đầu dây chui thì bà con cũng gắn kính vô đó, bà con nên nhớ những gì em chia sẻ, nó như vậy bà con mới thoát được xa nhé. Bà con nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của Hạnh Phúc nhé.